Người phụ nữ xảo quyệt cố ý đẩy chị gái mình vào vòng tay của chồng mình, chỉ để vu khống giữa ban ngày ban mặt với bẩn sự trong sạch của cô ấy, để ép cô ấy phải lấy chồng của mình. Tỷ ơi, sao trước mặt mọi người tỷ lại lao vào người đàn ông khác vậy? Em gái, cẩn thận lời nói, tỷ vừa bị người ta đẩy xuống. Tỷ ơi, sau chuyện này, danh tiếng của tỷ sẽ bị hủy hoại. Nếu thế tử không cầu hôn tỷ, thì tỷ chỉ có thể bị đưa vào chùa làm ni cô thôi. Thế tử, tỷ ấy tính toán như vậy là vì tỷ ấy quá ngưỡng mộ ngài. Xin thế tử cầu hôn tỷ ấy đi. Và lý do người phụ nữ xảo quyệt muốn đẩy thế tử đẹp trai, giàu có cho chị gái mình, chỉ vì cô ta là người tái sinh. Ở kiếp trước, cô ta vì muốn có thân phận quyền quý, cố ý sắp đặt để lấy thế tử. Còn người phụ nữ thì bị ép phải lấy vị bá tước nổi tiếng vô dụng ở kinh thành. Không ngờ 5 năm sau cuộc đời của họ lại xảy ra sự thay đổi long trời lở đất. Người phụ nữ dựa vào khả năng của mình trở thành chủ mẫu của phủ bá tước, còn cô gái mưu mô lại vì chống đối trưởng bối, cuối cùng bị hầu phủ từ bỏ và đuổi ra khỏi nhà. Thấy cô ta rơi vào hoàn cảnh như vậy, người phụ nữ vốn định tốt bụng thu nhận, ai ngờ giây tiếp theo đối phương lại đâm mạnh dao găm vào cô. Dựa vào cái gì? Rõ ràng tôi lấy chồng tốt hơn cô, nhưng cô lại sống tốt hơn tôi. Người phụ nữ chút hơi thở cuối cùng trong sự uất ức, không ngờ khi mở mắt ra lần nữa lại bị cô gái mưu mô đẩy xuống bậc thang, sau đó rơi thẳng vào vòng tay của thế tử. Nhìn khung cảnh quen thuộc, người phụ nữ lập tức nhận ra mình đã tái sinh đúng vào ngày cô gái mưu mô sắp đặt để kết hôn với thế tử. Nhưng người hiện đang nằm trong vòng tay của thế tử lại từ cô gái mưu mô trở thành chính mình. Nghĩ đến đây, người phụ nữ lập tức hiểu rằng cô gái mưu mô cũng đã tái sinh theo. Tại sao kiếp trước rõ ràng cô lấy chồng không tốt bằng tôi, nhưng lại được phủ bá tước đối đãi tốt, cuộc sống sung túc, còn tôi lấy chồng vào hầu phủ tước, cuối cùng lại bị hành hạ và bỏ rơi. Vì kiếp này tôi đã tái sinh thì mọi thứ phải thay đổi. Thế là cô gái mưu mô bôi nhọ người phụ nữ, cố tình ngã vào lòng thế tử, sau đó lại quỳ xuống cầu xin thế tử cầu xin cưới chị gái của mình. Người phụ nữ hiểu rõ cô gái mưu mô làm tất cả những điều này đều là để hoán đổi cuộc sống với mình. Nếu đã như vậy, cô ấy sẽ làm theo ý muốn của đối phương. Nhanh chóng mẹ kế biết được chuyện này, không chỉ mắng con gái điên rồi, đối với việc cô ta nhường thế tử cho người phụ nữ lại càng không hiểu nổi. Tuy nhiên, cô gái mưu mô lại nói rằng hầu phủ tước chính là nơi ăn thịt người không nhả xương, để mẹ tin tưởng, còn nói dối rằng mình mơ thấy mẹ chồng thường xuyên ngược đãi mình. Ngay sau đó lại nói rằng mình chỉ muốn gả cho vị bá tước ngốc nghếch đó vì cô ta tin rằng tương lai của mình sẽ ngồi vào vị trí chủ mẫu của gia đình. Nhưng mẹ kế lại lo lắng nói rằng tiểu bá gia hiện nay cũng đã có hôn ước, làm sao có thể gả cho đối phương. Tuy nhiên, cô gái mưu mô lại tự tin nói rằng mình có cách giải quyết, vì ngay từ hôm qua cô ta đã tìm gặp đối phương, nhờ vào màn diễn xuất đỉnh cao đã khiến đối phương mê mẩn, thề rằng không lấy ai ngoài cô ta. Cùng lúc đó, ở phía bên kia, lão gia cũng hùng hổ đến phòng của người phụ nữ, chỉ trích cô ấy vì muốn trèo cao tính toán với thế tử. Cô gái mưu mô mỉa mai nói rằng không chừng ngày mai thế tử sẽ đến cầu hôn chị gái. Nhưng ông chủ nghe xong lại càng tức giận, nói rằng thế tử được hoàng gia trọng dụng, hoàn toàn không phải là loại người mà gia đình nhỏ bé của họ có thể trèo cao. Hầu phủ tước sẽ cầu hôn con chứ? Tuyệt đối không thể. Vậy cha có đồng ý cược với con gái một lần không? Nếu không lâu nữa hầu phủ đến cầu hôn, vậy cha hãy đưa cho con 50 xính lễ đã chuẩn bị cho muội gái nhé. Đó là xính lễ của ta, cô đừng mơ tưởng. Không thể đâu, nếu thế tử không đến cầu hôn thì sao? Vậy thì không cần cha lo lắng, con gái sẽ tự nguyện đi. Ni cô am núi Bạch Vân, cạo đầu làm ni cô. Tiểu thư, tuyệt đối không được. Được, cha sẽ cược với con một lần, nhưng nếu hầu phủ không cần con, đừng trách cha tàn nhẫn. Tuyệt quá, đây là do cô tự chuốc lấy. Không ngờ lời vừa dứt, người hầu đã vội vàng báo tin rằng người của hầu phủ đang đến cầu hôn. Mọi người không tin nổi chạy ra cửa, thấy hầu phủ mang xính lễ cầu hôn người phụ nữ. Tuy nhiên, người phụ nữ rất rõ thế tử là cố ý làm cho dân chúng nguội, vì muốn thể hiện hầu phủ có danh tiếng tốt và trách nhiệm. Vì vậy cô ấy đã thuận theo kế hoạch, thể hiện rằng mình không phải là không muốn gả, chỉ là bản thân thực sự không có của hồi môn đáng giá, không thể đưa của hồi môn, đó đều là để dành cho Nhược Nhi. Thật đáng tiếc, ban đầu phủ Tô gia của chúng ta có thể có một cơ hội liên kết với gia đình quý tộc hạng nhất. Khoan đã, cho chỉ cần con đồng ý gả vào hầu phủ, của hồi môn của Nhược Nhi sẽ đều cho con. Nếu muốn cho thì cho ngay bây giờ, nếu không con sẽ trực tiếp từ chối cuộc hôn nhân này. Tuyệt đối không thể, con muốn gả vào phủ bá tước, của hồi môn của con không thể ít. Gả vào phủ bá tước? Muội gái, sao ta không biết vậy? Chẳng lẽ các người đã lén lút qua lại à? Không có chuyện đó. Ý của ta là sau này có cơ hội, dù có cơ hội này cả kinh thành ai mà không biết. An nữa, phủ là thân tộc của hầu phủ, dựa vào sự che chở của hầu phủ
mới có ngày hôm nay. Chẳng lẽ nhà họ Tô chúng ta gả con gái, việc của hồi môn này còn có thể để hầu phủ mất mặt sao? Tuyệt đối không thể. Nếu truyền đến tai hoàng thượng, xử tội không tôn trọng trên dưới, nhà họ Tô chúng ta sẽ tiêu đời. Nhược Nhi, con không đưa chìa khóa của hồi môn cho tỷ cả của con. Cuối cùng cô gái mưu mô chỉ có thể khó tiểu mà ra chìa khóa ra. Người phụ nữ thấy vậy mới nhận lấy hôn thư của hầu phủ. Tuy nhiên cô gái mưu mô lại không muốn dễ dàng bỏ qua cho người phụ nữ, nên cố ý trước mặt mọi người chế giễu cô ấy là nhờ tính toán mới gả vào hầu phủ. Quả nhiên những người khác nghe xong lập tức bàn tán xôn xao, nhưng người phụ nữ lại nói rằng mình và thế tử đính hôn không phải do tính toán mà là duyên trời ban. Liêu quản gia, thế tử tài hoa ngút trời, phong thái như ngọc, chắc hẳn những cô gái theo đuổi ngày ấy nhiều không đếm xuể nhỉ? Đương nhiên rồi, cứ cách vài ngày lại có cô gái tự nguyện dâng hiến. Để phòng ngừa trường hợp bất chắc, bên cạnh thế tử luôn có người bảo vệ. Nhưng tại sao ngày đó tôi bị người khác đẩy xuống, thế tử lại kịp thời đỡ tôi, hơn nữa còn ở chùa Tướng Quốc trước điện Nguyệt lão? Nói cũng có lý đấy, không chừng đó chính là sợi tơ hồng của Nguyệt lão. Phu nhân của thế tử nói có lý đấy, thật sự mối nhân duyên là được Bồ Tát ban tặng, thật sự khiến bản thế tử phải nhìn bằng con mắt khác. Qua cửa rồi thì sao? Rất nhanh thôi, tiểu bá gia sẽ đến cầu hôn ta, ta sẽ cướp đi cuộc sống hạnh phúc của cô. Quả nhiên ngày hôm sau, tiểu bá gia liền đến cầu hôn. Cô gái mưu mô thấy vậy cũng vội vàng quỳ xuống, xin cha đồng ý, còn nói muốn cùng chị gái xuất giá, vì cô ta tin rằng lúc đó người phụ nữ chắc chắn sẽ bị mình làm cho trở nên thảm hại, do đó bị thế gian chê cười. Không ngờ hành động này lại đúng với ý của người phụ nữ, chỉ thấy cô ấy giả vờ ấm ức mà đồng ý, sau đó trực tiếp quay lưng rời đi. Những người khác thấy vậy liền lộ ra vẻ mặt đồng cảm, không ngờ cô ấy là một tiểu thư chính thất, lại còn phải bị ép buộc cùng với tiểu thư con vợ lẽ cùng xuất giá. Rất nhanh đã đến ngày đại hôn, phủ bá tước lần lượt cử người đến để thêm trang sức cho cô gái mưu mô. Các loại bảo vật vô giá còn được tặng không ngừng như không cần tiền, những thứ này đều là đồ tốt đấy. Nô tỳ còn nghe nói, tiểu bá gia nghe nói, nhị tiểu thư thích hoa, không chỉ trong sân trồng đầy hoa tươi, trên kiệu hoa còn đặt vài chậu mẫu đơn. Ta đã nói mà, tiểu bá gia đối xử với ta rất tốt. Ồ đúng rồi tỷ, sao lâu vậy rồi cũng không thấy người của hầu phủ tước đến chúc mừng nhỉ? Chẳng lẽ là quên hôm nay phải đón tỷ về nhà, hoặc là thế tử định để tỷ thủ tiết ngày đại hôn của nhị tiểu thư? Thứ muội cẩn thận lời nói, hầu phủ Uy Viễn là một gia đình danh giá nhất phẩm, gia tài vạn quán, sao có thể khắc nghiệt với con dâu được? Gia đình nhất phẩm, gia tài vạn quán, hầu phủ đích thực là như vậy, nhưng muội muốn nói với tỷ rằng có một số gia đình giàu có còn keo kiệt hơn, không nỡ nhổ một cọng lông, có khi phu nhân của hầu phủ Uy Viễn chính là người keo kiệt đấy. Nhược Nhi, im miệng. Phu nhân là chủ mẫu của hầu phủ, sao có thể là người keo kiệt mà, muội nói được chứ? Muội có biết vòng ngọc mà hầu phủ tặng tỷ cũng đáng giá bằng toàn bộ trang phục của muội không? Hơn nữa trên cổ tỷ, trên đầu tỷ đeo cũng đều là những báu vật hiếm có của hầu phủ, tỷ dám khoe khoang trước mặt muội à? Được, lễ vật của tỷ là hầu phủ tặng cho nhà họ Tô chúng ta, muội cũng là con gái nhà họ Tô, đáng lẽ muội phải có một nửa. Nhược Nhi nói đúng, những thứ tốt đẹp này không thể chỉ cho đại tiểu thư, người đâu lấy tất cả trang sức vàng bạc từ trên người tiểu thư xuống hết cho ta. Các ngươi dám, tiểu thư nhà ta dù sao cũng là phu nhân của thế tử nhất định sẽ vì tiểu thư nhà ta mà chống lưng, chống lưng. Ngày đại hôn, hầu phủ Uy Viễn không một ai đến, ta còn nghe nói phu nhân nhà họ Sa thậm chí phòng cưới cũng không chuẩn bị, còn chống lưng cho cô, đừng có mơ. Đúng vậy, còn đứng ngây ra làm gì, còn không mau lên. Nhanh chóng các nha hoàn đã lấy hết trang sức của người phụ nữ, nhưng người phụ nữ không hề ngăn cản, vì cô ấy biết hầu phủ rất coi trọng thể diện. Những gì em gái mưu mô và mẹ kế làm hôm nay sẽ nhanh chóng được trả lại gấp đôi. Tuy nhiên, ngay giây sau người hầu đã vội vàng báo tin rằng hầu phủ đến giờ vẫn chưa bố trí hiện trường đám cưới, ngay cả lão phu nhân hầu phủ cũng ra ngoài đi lễ Phật ngày vui của tân nương. Lão phu nhân hầu phủ này sao lại có thể rời khỏi phủ được chứ? Lão gia, lão phu nhân ở hầu phủ tuy không ở nhà nhưng thực ra lại là người chủ quyền của hầu phủ, hôm nay bà ấy rời khỏi phủ chính là biểu hiện không thừa nhận cuộc hôn nhân này. Hai, ta vốn nghĩ rằng tỷ chỉ bị hầu phủ ghét bỏ, nhưng không ngờ lại bị từ hôn trực tiếp. Cha thay vì nịnh bợ hầu phủ, thà rằng đem xính lễ và của hồi môn của tỷ đưa hết cho con, để tiểu bá gia cho nhà họ Tô chúng ta một tiền đồ tốt. Tiểu thư, thế tử thật sự muốn từ hôn sao? Cha, tuyệt đối không thể tin lời nói một phía của thứ muội, hầu phủ nhất định sẽ đến cầu hôn, nhưng người đâu, trên dưới hầu phủ không có ai đồng ý cuộc hôn nhân của tỷ,
Nhược Nhi nói đúng. Con không xứng đáng có của hồi môn và sính lễ phong phú như vậy. Giao chìa khóa của hồi môn ra. Cha, không thể, không thể. Hừ, con chưa xuất giá, dám chống lại cha. Người đâu, lấy chìa khóa hồi môn của nó, đưa cho ta. Lên đi, lão gia đã ra lệnh rồi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đừng mà, tiểu thư nhà ta, dù sao cũng là trưởng nữ của nhà họ Tô. Các người, nếu người biết điều, thì giao hồi môn và sính lễ ra, cha sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngày mai sẽ đưa ngươi đến Nicoam, nhưng nếu ngươi cứng đầu, đừng trách cha không khách sáo. Cha, đồ của con, cha thật sự muốn cướp sao? Cha không sợ hầu phủ trách tội sao? Nếu hầu phủ không thật lòng muốn cưới, thì làm sao có thể đưa ra sính lễ hậu hĩnh như vậy? Con tin rằng thế tử nhất định đã bị trễ trên đường, hầu phủ nhất định sẽ đến đón dâu. Đúng vậy, nếu đắc tội với hầu phủ thì nhà họ Tô sẽ bị diệt vong, thế tử sẽ không đến đâu. Tiểu bá gia, ý của ngươi là phu nhân của hầu phủ không đồng ý cuộc hôn nhân này à? Đúng vậy, ngoại trừ anh họ, không ai trong hầu phủ đồng ý. Trước đây đính hôn cũng là do một mình anh họ làm, hầu phủ sẽ không thừa nhận đâu. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Tiểu bá gia là em họ của thế tử, những gì anh ấy nói chắc chắn là thật. Cha, tỷ không chỉ làm mất mặt nhà họ Tô, còn muốn chiếm đoạt của hồi môn. Người đâu, đừng nương tay, cướp chìa khóa của hồi môn cho ta. Hừ, cô ta là một người bị hủy hôn, sao xứng mặc áo cưới đẹp như vậy? Người đâu, cởi áo cưới trên người cô ta ra cho tôi. Đừng, đừng động vào tiểu thư nhà ta. Đừng động vào. Tiểu thư, các người định làm gì? Tỷ đừng giãy giụa nữa, thế tử sẽ không đến cưới tỷ đâu. Tiểu thư, buông ra, buông tôi ra, thế tử nhất định sẽ đến cưới ta. Cha, chẳng lẽ anh ấy thật sự không đến sao? Ai nói thế tử hôm nay không cưới? Cái gì? Ai nói hôm nay ta không cưới?